Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ni sư trụ trì, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Cự Linh. Kính gửi lời chào đến tất cả hơn 700 em tu sinh đang có mặt tại chùa Cự Linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc chiều thầy đang dùng cơm với ni sư trụ trì ở trong phòng, thì thấy bên ngoài bộ phận âm thanh kỹ thuật có mở bài Ước Mơ Của Mẹ. Thì khi đến đoạn điệp khúc thì thầy rất là bất ngờ, tại vì thầy và ni sư nghe các con hát rất là to, là rõ cái đoạn điệp khúc, đúng không? Thì thầy cứ nghĩ rằng tuổi của các con sẽ thích những bài nào mà trẻ sôi động chẳng hạn. Nhưng mà khi mà mở đến cái bài Ước Mơ Của Mẹ, mặc dù bài này cũng khá là lâu rồi, cũng là hơn 5 năm rồi, nhưng mà khi mở lên các con hát rất là to, mà to không có phô, không có chân, mà to vẫn rõ lời. Và thầy cảm nhận trong đó có cái nỗi nhớ, cái tình thương, cái sự hiếu thảo của các con nằm trong cái lời ca tiếng hát đó. Chắc chắn thì thầy trò chúng ta hát không hay bằng ca sĩ được. Tuy nhiên cái tình cảm mà khi các con xa nhà, nhớ nhà, thương cha, nhớ mẹ, gói ghém trong những lời ca, trong những tiếng hát đó thì thầy cảm nhận được. Mặc dù lúc đó thầy ở trong phòng. Nên tối hôm nay thầy ra đây trước khi giảng thì thầy lại muốn nghe lại ca khúc đó thêm một lần nữa, và mặt đối mặt với các con, đối diện với các con và cùng hát với các con cái đoạn điệp khúc Ước Mơ Của Mẹ. Thì không biết các con như thế nào, còn đối riêng với bản thân của thầy á, thầy rất là cảm xúc. Tại vì cũng khá lâu rồi thầy chưa về thăm gia đình của thầy. Khi các con biết mình đi tu rồi thì gia đình của mình á, không chỉ có cha, có mẹ, có anh, có chị, mà đi tu hay con gọi là xuất gia, đúng không? Và ba nghĩa xuất gia thì có một cái nghĩa đó là xuất thế tục gia, tức là rời bỏ cái ngôi nhà của mình, trong đó có cha, có mẹ, có anh, có chị, có em, rời bỏ những người thân yêu để hòa nhập mình vào một ngôi nhà mới, đó là ngôi nhà tâm linh. Hòa nhập mình vào một môi trường mới, đó là môi trường của chùa tu tập. Và khi nghe ca khúc này thì thầy mới sực nhớ rằng từ xưa đến giờ chưa bao giờ thầy hỏi mẹ thầy rằng: mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì? Mặc dù năm nay thầy đã gần 40 tuổi rồi, nhưng mà thầy thấy là hình như 40 năm qua chưa bao giờ thầy hỏi mẹ ơi, mẹ ước mơ là gì cả. Và thậm chí thầy cũng quay trở lại thầy hỏi là vậy bao nhiêu lâu nay thầy cũng chưa bao giờ biết cái món ăn của mẹ thầy yêu thích là món gì, thầy cũng không biết luôn. Rồi thậm chí bây giờ cái áo của mẹ thầy mặc size số mấy thầy không biết, cái đôi dép của mẹ thầy mặc size số mấy thầy cũng không biết luôn các con. Huống gì ước mơ của mẹ là gì. Nhưng mà khi nghe ca khúc Ước Mơ Của Mẹ rồi thì thầy mới biết không cần hỏi mẹ của thầy nữa. Tại vì nếu bây giờ hỏi mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì, thì chắc chắn mẹ của thầy trả lời: ước mơ của mẹ chính là nhìn thấy các con của mình được khôn lớn, được thành công, được đỗ đạt. Nên trong cuộc đời này, dù là thánh hay là phàm, dù là một người ở một cái vị trí cao hay chỉ là một con người tầm thường trong cuộc đời này thôi, thì đều giống nhau là đều có cha sinh và mẹ đẻ. Như câu ca dao tục ngữ: nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Cha mẹ sinh chúng ta ra, cho chúng ta một hình hài để sống giữa cuộc đời này, cho chúng ta một đôi mắt để nhìn vào cuộc sống, cho chúng ta một đôi tay để yêu thương, để sẻ chia, cho chúng ta một trí óc để suy nghiệm và tiếp cận thế giới này. Và như thế, cha mẹ không chỉ cho chúng ta hình hài này để sống, mà cha mẹ còn cho chúng ta cả cuộc đời
để yêu thương, để sẻ chia. Vì vậy, phàm là những người nào hiện hữu trên cuộc đời này thì không ai có thể phủ nhận được cái công ơn trời biển của cha và mẹ, nhất là cái ơn cơm nặng áo dày của cha và sự hy sinh ngậm đắng nuốt cay của mẹ. Ơn cha lành cao như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu tựa biển khơi, dù cho dâng cả cuộc đời cũng không trả được ơn người sinh ta. Kể về cha và về mẹ thì có rất nhiều những câu chuyện để kể khác nhau. Thời nào cũng có, ở đâu cũng có, và xíu nữa chắc chắn các con cũng sẽ có những câu chuyện riêng của mình về cha và mẹ của mình. Nhưng trước khi được đọc, được biết những câu chuyện của các con, của mình về cha và mẹ ra sao, thì Thầy sẽ kể cho các con nghe câu chuyện của Thầy về cha và mẹ của Thầy trước. Thầy có một người bạn học chung từ năm cấp 2 đến năm cấp 3, đi học cũng học chung. Năm cấp 2 thì học cách xa trường chỉ có 1 km thôi, nên đa số thầy và bạn đó chỉ đi bộ đi học. Cũng quen biết nhau đó, nhưng không được quá thân lắm. Đến năm cấp 3 đi học, mà các con biết ở vùng quê mà, đâu phải ai cũng có điều kiện có xe đạp đâu. Thế là khi bạn có xe thì thầy không có xe, lúc thầy có xe bạn lại không có xe. Mà cái trường của thầy đi học á, là xa lắm các con. Mỗi lần đi phải 10 cho đến 12 cây, mà lên dốc xuống dốc kinh khủng lắm. Thế đến năm lớp 3 thì đi học chung với nhau, thì lúc đó càng thân nhau hơn, tại vì cùng đi chung một chiếc xe đạp. Bạn đó học rất là giỏi, rất là hiền lành, rất là dễ thương. Và bạn đó một cái đặc điểm như vậy nè, trong tất cả những câu chuyện, nói qua, nói lại, nói đi, nói lại vài ba câu thôi, thì đến câu thứ 7, thứ 8 là bắt đầu bạn nhắc đến bố và mẹ của bạn. Bạn đi một thời gian, lúc đó thì đi học đại học, thì bạn cũng đi học cao đẳng, ít gặp nhau lắm. Có một lần thì lễ 30 tháng 4, bạn đó lại có điều kiện về nhà. Nhưng lúc đó thầy lại đi chùa. Mặc dù lúc đó thầy là sinh viên thôi, nhưng thầy chọn cái thời gian 30 tháng 4 thầy lên chùa tu tập công quả. Còn bạn của thầy, bạn đó lại về với gia đình. 30 tháng 4 thì thầy và bạn đó lại có cơ hội gặp mặt, tại vì bây giờ không còn học chung trường nữa. Bạn đó học cao đẳng ở quận Gò Vấp, còn thầy thì học đại học ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, nên không có gặp nhau. Sau 30 tháng 4 thì thầy và bạn đó lại được gặp nhau. Và khi gặp nhau thì thầy nghĩ là chắc 2-3 năm bạn cũng sẽ thay đổi. Chắc có lẽ là lúc cấp 2, cấp 3 bạn đó chưa yêu ai, chưa có nhiều mối quan hệ bên ngoài, nên cái câu chuyện bạn đó kể đa số chỉ về cha, về mẹ thôi. Còn bây giờ đi học cao đẳng rồi, chắc là có lẽ có nhiều mối quan hệ mới, đặc biệt là chắc là có bạn gái rồi, tại vì bạn này rất là đẹp trai. Mình cứ ý ý như vậy, sau 2 năm gặp lại sẽ thay đổi. Thì đúng, có thay đổi thật. Nhưng mà khi nói chuyện thì cũng dăm ba câu thì bạn lại tiếp tục kể về bố và mẹ. Sau đó trong cái lúc bạn kể về gia đình, sau cái chuyến đi 30 tháng 4 về thăm bố, thăm mẹ của bạn, tóc của bố mẹ bạn đã bây giờ nó đã pha xương, khuôn mặt đã nhiều vết chân chim hơn, đã mệt mỏi hơn, đã vất vả hơn, tại vì phải kiếm từng đồng cắt bạc để gửi lên cho bạn tiền ăn, tiền học, tiền ở. Tại vì ở Bình Thuận vẫn là một tỉnh quê thôi, kinh tế kém phát triển. Mà lên thành phố Hồ Chí Minh, tụi con biết một cái dĩa cơm mình ăn là bằng cả gia đình mình ăn ở quê. Nên bố mẹ phải chắc chiêu rất nhiều tiền mới có thể nuôi cho bạn đó ăn học. Và trong đó có bản thân của thầy cũng vậy thôi. Thì bạn đó kể 30 tháng 4 về thăm gia đình cái này, rồi bố mẹ ra thay đổi ra sao, rồi cái kỳ vọng của mẹ mình thế nào. Và đang kể chuyện thì bạn lại nói một cái giọng rất là dõng dạc. Ánh mắt của bạn sáng lên và bạn nói một câu với thầy: bạn có biết không, mình là niềm tự hào của bố và mẹ của mình đó.
Lúc mà thầy nghe câu nói mình là niềm tự hào của bố và mẹ của mình đấy, tự nhiên thầy dừng lại một nhịp của con tim. Thầy chững lại trong vài giây. Để rồi thầy lấy câu hỏi đó đặt lại cho chính mình. Bạn của mình nói rằng bạn là niềm tự hào của bố và mẹ bạn. Vậy mình có phải là niềm tự hào của bố và mẹ mình hay không? Và hôm nay trong khóa tu này, thầy lại lấy câu hỏi đó để đặt cho hơn 750 em tu sinh ở đây. Các con hãy chững lại tâm hồn của mình, hãy dừng lại cái nhịp đập con tim chút xíu thôi. Nhắm khẽ mắt lại, nhắm khẽ mắt lại, nhớ về bố và mẹ của mình và thử hỏi liệu các con có phải là niềm tự hào của bố và mẹ mình hay là không. Thật ra các con ạ, hỏi là hỏi vậy thôi, chứ thật ra bố mẹ rất dễ tự hào về chúng ta. Thậm chí bố mẹ còn tự hào hơn là những gì các con đang có nữa cơ. Ví dụ, đối với bố, đối với mẹ của thầy, mặc dù thầy mới đi giảng khoảng 5-6 năm đây thôi, nhưng đối với bố và mẹ của thầy thì thầy là người giảng hay nhất. Hay là một cô gái bán bánh mì đầu đường, thì cái ổ bánh mì của cô gái đó bán là ổ bánh mì ngon nhất. Hoặc là một chàng trai đang bán nước mía hoặc là trà sữa đầu đường, thì cái ly nước mía đó của anh con trai đó bán đối với bố và mẹ của anh là ly nước mía, là ly trà sữa ngon nhất thế giới này. Hay chỉ đơn giản, từng ngày các con đến lớp chăm học, quý kính thầy cô, yêu mến bạn bè, hiếu thảo với ông bà, với cha mẹ, sống tốt, sống khỏe, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho cha mẹ của các con tự hào về các con rồi. Còn xét lại về phía bản thân của chúng ta, về phía bản thân của hơn 700 em tu sinh ở đây, chúng ta rất dễ trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Tại vì sao? Bố mẹ rất dễ tự hào về chúng ta. Nhưng mà sau này các con càng lớn lên, các con lại càng dễ trở thành người thân yêu, các con càng dễ để trở thành người bạn của bố và mẹ của mình. Và khi thời gian của cha và mẹ càng ngày càng trở nên ngắn hơn, thì lúc đó chúng ta mới ngậm ngùi hiểu ra và ngộ ra một điều rằng việc mà chúng ta làm bạn với bố và mẹ quan trọng hơn rất là nhiều lần so với việc chúng ta làm cho bố và mẹ tự hào về mình. Câu hỏi thứ hai thầy muốn đặt ra cho tất cả các con và trả lời dùm thầy nhé. Vậy liệu các con đã dành đủ thời gian cho bố và mẹ của mình chưa? Các con đã dành đủ thời gian cho bố và mẹ của mình chưa? Chúng ta dành rất nhiều thời gian cho những mối quan hệ xã hội bên ngoài, bạn bè, thầy cô, đồng hương, đồng nghiệp, và lớn thêm xíu nữa đó chính là người yêu của mình. Thời gian, tiền bạc, sức khỏe, tinh thần, vật chất, các con không tiếc gì với những mối quan hệ đó cả. Tại vì sao? Tại vì những mối quan hệ đó là những mối quan hệ có điều kiện. Và vì nó có điều kiện nên nếu các con không dành thời gian cho nó, không dành tiền bạc cho nó, không dành vật chất cho nó, không dành tình cảm, tinh thần cho nó, các con sợ mất, tại vì nó có điều kiện mà. Còn tình thương của bố và mẹ thì nó lại khác. Khác ra sao các con? Tình thương của bố và mẹ là một tình thương bao la, vĩ đại, thiêng liêng, nhưng gần gũi, và đặc biệt nó vô điều kiện.
Và chúng ta nghĩ tình cảm của bố mẹ là bao la, là vĩ đại, là thiêng liêng và vô điều kiện, nên chúng ta không bao giờ sợ mất cả, không bao giờ sợ thay đổi cả. Vì vậy chúng ta ít lưu tâm, ít quan tâm và ít dành thời gian đến bố và mẹ của mình. Nhưng lại một lần nữa, chúng ta lỡ không có quan tâm đến bố mẹ, chúng ta lỡ dành quá nhiều thời gian bên ngoài và lỡ làm cho bố mẹ các con buồn. Nhưng mà sao các con biết không? Bố mẹ cũng không trách, không hờn, không giận gì các con đâu. Tại vì sao? Tại vì lòng của bố mẹ bao la quá, vĩ đại quá, lớn lao quá. Và nó bao la, nó vĩ đại đến mức độ có thể ôm tất cả những muộn phiền, tha thứ, bao dung tất cả những lỗi lầm của các con. Điều mà không ai có thể làm mãi. Và điều này chỉ có bố và mẹ chúng ta mới làm được thôi. Vậy đó mà nhiều lúc chúng ta vẫn cách xa với bố mẹ nhiều lắm. Vậy đó mà nhiều lúc chúng ta lại hiểu lầm bố mẹ nhiều quá. Vậy đó mà nhiều lần chúng ta đã vô tâm vô tình và thậm chí đã tàn nhẫn với tình cảm của bố và mẹ dành cho mình. Hôm nay có thể bố mẹ chúng ta không có ở đây, và thậm chí có nhiều bạn không còn bố và mẹ nữa. Nhưng hãy thử một lần, hãy thử một lần ôm trọn tấm lòng của cha, ôm trọn tấm lòng của mẹ, đặt cạnh bên trái tim yêu thương của chúng ta để nhìn bố mẹ kỹ hơn, để lắng nghe bố mẹ nhiều hơn nữa, để sẻ chia, để yêu thương với bố mẹ nhiều hơn nữa. Vì sao? Tại vì bố mẹ thương yêu chúng ta vô điều kiện, bao la vĩ đại, nhưng chúng ta trái tim hẹp quá, trơ lì quá. Nghe những câu chuyện bao đồng thích nghe, nhưng nói đến bố mẹ là chúng ta không muốn lọt vào tai của mình như một số bạn bên dưới. Tại vì trái tim chúng ta khô cằn, trái tim chúng ta sỏi đá, chúng ta chỉ nghe những điều vui thú thôi. Còn những tình cảm thiêng liêng của bố mẹ dành cho chúng ta hình như là bỏ ngoài tai, và trái tim chúng ta hình như không cùng chung nhịp đập với cha và mẹ. Nên tại hy vọng rằng hãy thử một lần đi. Ôm trọn tấm lòng của cha, ôm trọn tấm lòng của mẹ, đặt kế cạnh bên tấm lòng của chúng ta để lắng nghe với bố mẹ nhiều hơn, để chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn và để hiểu bố mẹ chúng ta nhiều hơn nữa. Đôi lúc các con có thể cảm thấy khó chịu khi cha mẹ phải bắt chúng ta phải làm điều này, không được làm điều kia. Chúng ta không thích, mình khó chịu. Rồi chúng ta nói rằng cha mẹ bắt chúng ta phải vâng lời cha mẹ, có hiếu với cha mẹ. Nhưng các con biết không? Vâng lời cha mẹ, có hiếu với cha mẹ thì người lợi ích đầu tiên là ai? Là ai? Là chính các con. Tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta là một người con biết vâng lời, biết có hiếu, thì chắc chắn tương lai của chúng ta sẽ vô cùng tươi đẹp. Nên những điều bố mẹ khuyên chúng ta làm, bắt chúng ta làm không phải vì bố, vì mẹ đâu, mà vì tất cả những người con thân yêu đấy. Nhiều khi các con đã ngộ nhận rằng cha mẹ bắt mình nghe lời, cha mẹ bắt mình phải có hiếu với cha mẹ, cha mẹ bắt mình phải thương cha mẹ, phải kính cha mẹ. Như vậy là ba mẹ đã dành hết tất cả các phần tốt đó về cho cha và mẹ. Và tại sao cha mẹ ích kỷ quá? Tại sao cha mẹ áp đặt quá vậy? Không phải vậy đâu các con. Cha mẹ yêu cầu các con làm điều này, không làm điều kia, để sau này khi các con lớn lên rồi, các con sống giữa cuộc đời nhiều phong ba bão táp và sóng gió, các con biết được cái tốt để làm, biết được cái xấu mà tránh. Các con đi ra ngoài cuộc đời này, sống giữa cuộc đời này, thì ai cũng thương, ai cũng mến, ai cũng trầm trồ nói rằng à, cái đứa bé đó đó, nó có hiếu với cha và mẹ lắm, nó có đạo đức lắm. Cha mẹ nó la, cha mẹ nó trách, cha mẹ nó dạy, nó không hề cãi, nó không hề nói bất cứ một lời nào bướng bỉnh cả, mà biết vâng lời,
đứng lên, khoanh tay lại, con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ, và từ đây về sau con không làm cho bố, cho mẹ phải buồn nữa, cực kỳ ngoan. Và các con thấy, những đứa bé như vậy, những đứa trẻ như vậy giữa cuộc đời này có được mọi người thương không các con? Có rất nhiều người thương, tại vì bao nhiêu đạo đức thì cái hiếu vẫn là đầu tiên. Và hiển nhiên rất nhiều người sẽ thương các con. Và ai cũng có thể thương được một đứa bé ngoan ngoãn và hiếu thảo như vậy. Và một khi các con bước ra ngoài xã hội, rời khỏi vòng tay của cha và mẹ, thì các con được nhiều người thương thì chắc chắn một điều rằng công danh sự nghiệp của mình thì mới thuận buồm xuôi gió được. Do đó các con không tới chùa thì thôi, thầy không dám nói. Nhưng đã tới chùa tu tập ở chùa Cử Linh từ năm này sang năm khác, và ít nhất nếu một năm chúng ta cũng tu được 7 ngày, mình phải là một người đệ tử Phật, suy nghĩ sâu sắc, phải có một cái tâm thật là tinh tế, chúng ta phải có một cái tâm thật là đạo đức, chúng ta phải có một cái tâm thật là tốt mới làm được điều này. Chứ bình thường chúng ta rất dễ quên công ơn trời biển của cha và mẹ. Cha mẹ sinh chúng ta ra, nuôi chúng ta lớn, xây dựng chúng ta đủ điều. Đến khi đủ đầy, có bạn, có bè, có mái ấm, có một tình yêu mới, thì lúc đó chúng ta rất dễ quên. Chúng ta quên mẹ mình ngay, chúng ta quên bạn mình liền. Lo cho bạn bè, lo cho những tình cảm bên ngoài, lo cho những tình yêu trai gái, chạy theo những sự cám dỗ của cuộc đời, nghe theo lời bạn bè dụ dỗ mà bỏ ngoài tai những lời dạy của cha và mẹ. Hoặc nhiều lúc chúng ta không hiểu về cha và mẹ, hoặc nhiều lúc chúng ta đang ngộ nhận về tình thương của cha và mẹ, đó là sự ràng buộc, là sự ép buộc, nên chúng ta đã gây ra những nỗi đau cho cha, gây ra những vết thương lòng cho mẹ. Người quan tâm chúng ta nhiều nhất trên cuộc đời này không ai khác, đó chính là cha và mẹ. Nhưng mà người chúng ta ít quan tâm nhất lại cũng là cha và mẹ của mình. Cuộc đời sao trớ trêu quá. Như là một câu chuyện sau đây, thầy muốn kể cho các con nghe về một cô bé không còn cha, được mẹ cưu mang, thương yêu. Nhưng mà cô luôn luôn nghĩ mẹ mình là một người ác độc, người cao gắt. Và cho đến khi cô nhận ra vấn đề thì mọi thứ đã không còn kịp nữa. Thầy xin được chia sẻ câu chuyện này như sau. Có một bạn trẻ viết rằng: tôi sinh ra đã không may mắn, chưa một lần được cất tiếng gọi cha. Tuổi thơ tôi sống không nhà, cảnh lam lũ và nhiều cay đắng. Khi tôi lớn hơn một chút, mẹ đã bồng bế tôi lên Sài Gòn, và chúng tôi phải ở trọ trong một khu nhà ổ chuột ở quận 7, giữa một khu đô thị sang trọng. Người người ăn ngon, mặc đẹp, đi xe sang, thì chỉ có chúng tôi là những người quê nghèo rách nát, đang sống cuộc sống lầm lũi như những con chuột cống chuột đồng. Tôi không nhớ nhiều về kỷ niệm bên mẹ, vì hai mẹ con tôi quá vất vả để lây lết qua ngày. Ấn tượng duy nhất của tôi là mẹ rất khó tính, hay cáu gắt và rất hay phàn nàn. Mỗi lần tôi bị điểm kém, mẹ lại nghiêm nghị, thậm chí có lần mẹ đã đánh tôi. Hôm đó tôi đi chơi cùng lũ bạn cấp 3 ở ngoại thành về cùng quá trưa. Mẹ tôi hằng học, la mắng và còn dọa đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi tức quá, sẵn chứng đó phóng xe đi luôn, càng khỏe. Lắm lúc tôi thầm nhủ, sao lúc sinh ra mẹ không cho mình chết quách đi cho rồi? Tại sao lại để mình sống một cuộc sống lầm lũi khổ sở thế này, thì sống không bằng chết nữa. Tôi rủ con bạn thân vào quán bar nhậu cho đỡ buồn, và tôi cũng không biết mình say từ lúc nào. Lúc nó đưa tôi về nhà trọ cô nó ngủ lại một đêm. Chiều tối hôm sau tôi mới về nhà.
tôi nghĩ mình bỏ đi cho mẹ sợ. Về nhà muộn mà vẫn chưa thấy mẹ đâu. Và lẽ ra vào đúng giờ này thì thường mẹ đã chờ tôi bên mâm cơm rồi. Linh tính chẳng lành, tôi chạy sang bác nhà hàng xóm hỏi mới hay mẹ đã bị tai nạn và nhập viện từ sáng. Tôi lao nhanh vào bệnh viện. Với tôi chưa bao giờ cánh cửa phòng cấp cứu lại đáng ghê sợ như thế. Tôi chờ đợi bên ngoài cửa, nước mắt tôi tuôn trào. Tôi sợ mất đi mẹ. Và ngay lúc đó, ngay bây giờ, với tôi mẹ là tất cả. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra, tôi lao ngay tới hỏi tình trạng của mẹ, nhưng chỉ được đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng và một tiếng thở dài. Tôi quỳ sụp xuống rồi nhanh chóng lao vào bên mẹ. Chiếc monitor chỉ nghe tiếng bíp bíp báo hiệu tim mẹ tôi đã ngừng đập. Tim tôi đau đớn cực độ. Cả đời mẹ ở bên tôi, vậy mà giây phút bà cần tôi nhất thì tôi lại không ở bên mẹ. Và mẹ đã vĩnh viễn xa tôi rồi. Bệnh viện đã cố gắng liên lạc đến trường của tôi nhưng không được. Bà đã bị mất máu quá nhiều và không tìm được người có chung nhóm máu, thế nên đã không qua khỏi. Thấm thoát rồi thời gian thôi đưa, hôm nay đã là 49 ngày của mẹ rồi. Tưởng chừng thời gian có thể chữa lành tất cả vết thương, nhưng đối với tôi thì không thể quên được. Mất đi mẹ, tôi như mất đi cả bầu trời. Tôi vào phòng dọn dẹp lại và nhặt được một xấp giấy hóa đơn đỏ. Trong nó cũ nát và có vẻ giống nhau. Tôi tò mò lật ra xem. Một tờ, hai tờ, ba tờ, 10 tờ, 20 tờ, rất nhiều tờ. Và tất cả đều có dấu xác nhận của bệnh viện. Nước mắt tôi tuôn rơi như không gì có thể ngăn lại được. Hóa ra suốt những năm qua mẹ đã phải đi bán máu để nuôi tôi ăn học. Tôi được sinh ra và lớn lên trong dòng sữa mẹ, được ấp ủ trong vòng tay của mẹ. Và hôm nay tôi mới biết mẹ đã bán máu của mình để nuôi tôi. Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi, nước mắt của sự ân hận và biết ơn vô bờ bến, giọt nước mắt của sự sám hối với linh hồn của mẹ đang ở trên cao. Mẹ ơi, con xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mẹ. Con nợ mẹ một lời tạ ơn. Cả cuộc đời mẹ dành cho con, chẳng thể nào cha mẹ được hết công lao sinh thành. Nợ suốt đời một lời xin lỗi. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió. Giữa sóng to cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con, mẹ dành những chăm lo tháng ngày, mẹ dành bao hy sinh để con chẳng lấy bước. Kính mẹ, nhận lại này con bất hiếu, đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lạy cũng chưa vừa ơn mẹ. Mẹ ơi mẹ, lòng con giờ hiu quạnh, chữ hiếu ân mãi canh cánh bên lòng. Ơn mẹ hiền như trời biển núi sông, con muốn tỏ giờ đã không kịp nữa. Cảm ơn mẹ vì luôn
sóng gió. Giữa dòng tố cuộc đời, vòng tay mẹ chở che ghé vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Nhớ mẹ cả tuổi xuân vì con, nhớ mẹ những chăm lo tháng ngày, nhớ mẹ bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối, dẫu đi trọn cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy lời mẹ. Chỉ vì những vịnh hường nông nổi mà thầy tin các con ở đây không phải một lần đâu, mà chúng ta đã nhiều lần nông nổi và phủi ơn cha nghĩa mẹ một cách mau chóng, hoặc là chúng ta chạy theo bóng của danh sắc tiền tài mà lắm người đã bỏ quên đi cha và mẹ của mình. Không ít những đứa con ngỗ nghịch bất hiếu vì không được cha mẹ chiều lòng, hoặc là bị cha mẹ rầy la một điều nào đó mà cảm thấy khó chịu, trách móc, hờn giận, trả treo, bỏ nhà đi hoang và ôm niềm oán hận lên cha và mẹ của mình. Cũng không ít những đứa con vô tâm chỉ biết làm cho bố mẹ lo lắng, buồn khổ bằng những hành vi sai trái của mình, như lười biếng học hành, tập tành ăn chơi hưởng thụ, sống đua đòi theo chúng bạn. Thậm chí khi bố mẹ gửi vào đây học rồi cũng leo rào, cũng nhảy tường, cũng trốn chỗ này chạy chỗ kia, không lo tu, không do học, chỉ có 7 ngày. Có nhiều bạn nói con tức bố mẹ lắm, con hận bố mẹ lắm, con ghét bố mẹ, tại sao bố mẹ lại cho con vào đây? Con không muốn, con muốn cái này, con muốn cái kia, con muốn về. Hầu như khóa tu nào cũng có, và khóa tu này cũng vậy. Thế là vào thầy hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Nó dạ thưa thầy, vừa khóc vừa trả lời, dạ thưa thầy năm nay con 14 tuổi rồi. 14 năm qua bố mẹ đã lo cho con bao nhiêu điều rồi? Và có lúc nào con hỏi mẹ ơi ước mơ của mẹ là gì chưa? Có bao giờ con hỏi ba ơi ước mơ của ba là gì chưa? Mà con chỉ biết sống theo sở thích của mình thôi. Bố mẹ lo cho con 14 năm trời, 13 năm trời, bây giờ chỉ có một điều nho nhỏ là cho các con vào đây. Hãy làm vui lòng bố mẹ bằng 7 ngày tu học mà các con không làm được hay sao? Sao tệ quá, hay là tình cảm bố mẹ, sự hy sinh của bố mẹ không đáng để chúng ta 7 ngày vào đây? Các con biết không, ngày hôm qua có một số bạn quậy, nửa đêm rồi còn ồn ào, nhắc không nghe, cho về. Đáng lẽ tối đó gọi điện, nhưng mà thầy không dám gọi. Tại vì thầy biết lúc đó mà thầy gọi điện đó, bố mẹ các con không ngủ được đâu. Cảm thấy buồn vì con mình, tại sao nó tệ quá. Ở nhà bất trị rồi mà vào chùa quý thầy nói cũng không nghe, không ngủ được. Rồi sợ gọi điện về bố mẹ lại buồn lại khổ thì sao. Sáng ra thầy gọi điện, bên kia bắt máy. Nói cô ơi, cô phải là phụ huynh của bạn này không? Nói dạ phải. Có gì không thưa thầy? Bạn này ở chùa không nghe, bất trị rồi, ồn ào, tối ồn ào nói chuyện, cho bạn đó về. Bên kia là nghe, đã nghe tiếng nghẹn ngào của mẹ các con rồi đấy. Buồn, thất vọng quá. Nuôi con tới chừng này tuổi, gửi con vào chùa mà còn bị đuổi nữa. Sau đó mẹ các con mới tìm cách gọi điện lại.
cho ni sư ở đây, cho quý thầy ở đây năn nỉ cho con ở lại học đấy. Nên mình chỉ việc tu và học, ở nhà thì học, lên chùa thì tu có 7 ngày thôi mà mình không làm được. Mà trong khi mồ hôi, nước mắt, công lao bố mẹ từ lúc mà các con đang nằm trong bụng chỉ là một cục huyết ngưng thôi, bố mẹ đang khổ lắm rồi. Và nuôi các con lớn chừng này năm là bố mẹ tổn thọ chừng ấy năm. Nuôi các con cao chừng này là tiền công sức cũng chắc chồng ngang từng đó. Mà chưa bao giờ mình hỏi bố mẹ khổ như thế nào, chưa bao giờ mình hỏi bố mẹ cực ra sao, mà chỉ biết đòi hỏi thôi. Sinh nhật của mình, bố mẹ không mua quà mới trách móc tại sao cha của mình khô cứng quá, tại sao cha của mình vô tâm quá, tại sao cha của mình vô tình quá, không cho mình những món quà này, không mua cho mình những món quà kia. Nhưng các con biết không, có một món quà mà cha đã dành cho các con lớn hơn tất cả những món quà vật chất bên ngoài, đó chính là cả tuổi thanh xuân, vắt cạn cả nhựa sống lo cho các con đấy, mà các con đâu có biết đâu. Lúc mà thầy đi xuất gia, thầy giấu gia đình của thầy. Tại vì hai lần thầy đi xuất gia, bố mẹ thầy không cho. Và khi sau khi thầy học đại học xong, thầy ra trường, thầy đi làm. Và thầy nghĩ chắc trải nghiệm đủ rồi, và thầy phải đi theo con đường của thầy. Lúc đó là tháng những tháng lương đầu tiên của thầy. Bắt đầu thầy mới mua áo quần cho mẹ thầy để gửi về quê. Lúc đó thầy mới phát hiện ra, đi mua thầy mới phát hiện ra là mình không biết size áo quần của bố mình là size nào cả. Thế là thầy mua đại một cái. Và về nhà thầy mở cái tủ của thầy ra, tại đi tu chắc chắn sẽ không mặc được đồ đời. Thầy mở cái tủ của thầy ra thì thầy thấy thầy có 40-50 bộ quần áo mới. Thế là thầy gom những bộ quần áo mới đó lại, thầy giặt, thầy sấy, thầy ủi, thầy ngâm khoang pho cho thơm, thầy đem về 3 bộ quần áo mới và một số bộ quần áo cũ của thầy đem về. Thầy lặng lẽ về từ thành phố Hồ Chí Minh, thầy lái xe máy chạy về quê. Thầy gặp bố mẹ nói hôm nay con không đi làm à? Bố mẹ đâu có biết thầy đã xin nghỉ làm chuẩn bị đi tu rồi. Nói dạ không, hôm nay con được nghỉ và lâu lắm rồi con chưa về thăm bố mẹ. Là 6 tháng nay khi con làm cũng chưa về thăm bố mẹ. Nên hôm nay được nghỉ làm con về thăm bố mẹ. Nó con về được mấy ngày? Dạ con về được 2 ngày thôi. Sao con về 2 ngày mà con đem áo quần nhiều thế? Nó dạ lần này con về. Lần này con về con mua áo quần cho bố mẹ. Tại vì từ nhỏ đến lớn chỉ có bố và mẹ mua áo quần cho thầy thôi, chứ thầy chưa bao giờ mua áo quần cho bố mẹ của thầy cả. Bố mẹ của thầy rất là vui, tại vì bố mẹ của thầy nghĩ là à, công việc của thầy đã ổn định rồi. Thầy mới kéo cái tủ áo của bố của thầy ra. Các con biết cái tủ áo của thầy là có 30-40 bộ đồ đẹp. Nhưng khi kéo cái tủ áo của bố thầy ra, chỉ có 2 cái áo cũ thôi. Và thầy nhớ cái áo này là bố của thầy mang từ lúc mà thầy học lớp 10. Bây giờ thầy đã học xong lớp 10, 11, 12, thầy đã 4 năm đại học rồi mà vẫn 2 cái áo đó thôi. Đi đám cưới cũng mặc 2 áo đó, đi đám giỗ cũng mặc 2 áo đó, đi chơi với bạn bè cũng mặc 2 áo đó thôi. Còn tất cả những cái bộ đồ mà bố mẹ thầy để ra ruộng ra đồng mặc đều là áo quần cũ, và 2 cái áo đó là mới nhất. Mở cái tủ ra mình mới thấy tại sao bao nhiêu lâu nay mình chỉ biết gom góp cho mình chỉ biết chi tiêu cho mình chỉ biết mua sắm cho mình, và chưa bao giờ nhìn thấy bố mẹ mình khổ thế nào, cực ra sao. Cái áo mình hơi lỗi thời là bỏ đi mua áo mới, nhưng chưa bao giờ biết cái vai áo của cha mình đã sần vai. Cái quần của mẹ mình bây giờ nó nhăn nhúm trở thành một quần lò xo rồi, mà mình lại không để ý. Lặng lẽ bỏ những chiếc áo, chiếc quần mới của thầy vào trong cái tủ của bố thầy. Và đó là món quà đầu tiên mà cũng là món quà cuối cùng khi thầy, trước khi thầy đi xuất gia. Bây giờ các con cũng vậy, hãy xét lại.
bao nhiêu năm qua các con đã mua được điều gì tốt đẹp cho cha mẹ chưa? Chắc có lẽ là chưa. Và chúng ta đã vòi vĩnh, đã đòi hỏi bố mẹ mua cho chúng ta nhiều thứ chưa? Chắc là có rồi, đúng không? Hy vọng sau khóa tu mùa hè này về, biết mở rộng trái tim để yêu thương, và không cần yêu thương quá lớn lao, không cần nói những điều quá vĩ đại đâu. Trước hết hãy yêu thương bố mẹ của mình trước đã. Cái ngày sinh nhật của mình, bắt bố mẹ phải dẫn đi ăn, phải tặng quà. Nhưng đáng lẽ ra cái ngày đó ai là người cần phải được tặng quà các con? Ai? Mẹ của mình. Tại vì sao? Tại vì ngày đó mẹ của mình đối diện với cái chết. Ngày đó mẹ của mình phải bân gan xẻ ruột, máu huyết dầm về để sinh các con ra mà. Và thậm chí có nhiều người mẹ, con vừa cất tiếng khóc chào đời thì người mẹ đã tắt thở rồi. Thì tại sao ngày đó mình không mua hoa, không mua quà tặng cho mẹ, mà tại cớ làm sao lại trách bố mẹ không tặng quà cho mình? Ơn cha mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai, sinh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xú nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy, chẳng chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng, dẫu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười, chẳng ham trau chuốt, dành cho con những cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Mỗi người sẽ có những kỷ niệm riêng về bố và mẹ. Mỗi người sẽ có những tình cảm, những cảm xúc riêng về bố và mẹ. Và mỗi người cũng sẽ có những lời tự sự của mình với bố và mẹ. Thầy cũng vậy. Thầy đã vừa kể xong câu chuyện của thầy về bố và mẹ của thầy. Và thầy cũng chỉ biết nguyện lòng tinh tấn tu tập, làm những điều tốt đẹp để hồi hướng cho bố và mẹ của thầy thôi. Tại vì năm nay bố mẹ của thầy đã hơn 70 tuổi, gần 80 tuổi rồi. Mỗi lần về thăm bố mẹ thì sức khỏe bố mẹ thầy càng ngày càng giảm. Và thầy biết chỉ cần khoảng vài lần thăm bố mẹ nữa thôi thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội gặp bố và mẹ của mình nữa. Các con cũng vậy. Đừng nghĩ bố mẹ mình mới 40 tuổi, mới 30 tuổi, từ từ rồi báo hiếu. Không đợi được đâu. Tại vì cơn gió vô thường bất cứ lúc nào cũng có thể thổi đến bố và mẹ và cướp mất đi bố và mẹ. Bố mẹ thương yêu chúng ta đó, quan tâm cho chúng ta đó, nhưng lỡ may một ngày nào đó bố mẹ phải ra đi thì chắc chắn bố mẹ không bao giờ có thể báo trước ngày ra đi được. Nên hy vọng những ngày cuối cùng của khóa tu này, ráng lễ Phật, ráng nghe Pháp, ráng tụng kinh, ráng học hành. Học thay cho bố mẹ của mình, lễ Phật thay cho bố và mẹ của mình, học thay cho bố và mẹ của mình. Tại vì nhiều lúc các con ngồi đây được ăn, được học, được tu thì bố mẹ phải lam lũ bên ngoài để kiếm tiền mua từng bộ đồ đồng phục cho các con mang, kiếm từng đồng tiền để như thế nào để một tháng nữa các con nhập học có tiền đóng học phí, có tiền mua cho các con một bộ áo quần mới. Nên đừng chỉ học cho mình mà học cho cha cho mẹ của mình. Đừng chỉ tu cho riêng mình mà tu cho cả cha và mẹ của mình nữa các con nhé. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay đã là ngày thứ tư của khóa tu rồi và chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Ráng chăm ngoan, tinh tấn tu tập, nguyện những điều tốt đẹp nhất đến bố và mẹ. Mỗi lần tụng kinh hãy nhớ đến bố và mẹ của mình. Mỗi lần lễ Phật hãy nhớ đến bố và mẹ của mình. Mỗi lần nghe thầy giảng ở đây ngồi thẳng lưng lên nhớ đến bố và mẹ của mình. Học thay cho bố và mẹ của mình. Và bây giờ là thời gian
để các con tự viết lên những lá thư của mình gửi đến bố và mẹ của mình, gửi đến những trái tim yêu thương. Lỡ có những lời nào cảm ơn chưa kịp nói, không dám nói, lỡ có những lời nào xin lỗi chưa dám nói, chưa dám nói, chưa hề nói, bây giờ hãy viết lên. Mỗi người một câu chuyện, không cần hỏi ai cả. Nhớ về bố và mẹ của mình, viết bằng cả trái tim yêu thương của mình. Và đây là thời gian dành cho các con. Hãy viết đi các con, viết bằng cả trái tim của mình. Ở đâu đó, nếu ai còn có cha và mẹ thì nhớ đây là một tài sản vô giá. Và lỡ ai mất cha và mất mẹ rồi thì cũng hãy viết bằng trái tim yêu thương. Tại vì trong ánh mắt của chúng ta, trong nụ cười của chúng ta, trong hơi thở của chúng ta, trong nhịp đập con tim và trong dòng máu của chúng ta vẫn có hình hài của cha và mẹ đấy. Và đây là thời gian cho các con. Các con hãy viết đi. Xin mời các con. Các con viết tên của mình, sau đó các con viết câu chuyện của mình, viết những lời yêu thương hoặc là những lời xin lỗi đến bố và mẹ của mình. Mỗi người có một trái tim riêng, có một nhịp đập con tim riêng, có một câu chuyện riêng. Và hãy viết bằng trái tim của mình, bằng nhịp đập con tim của mình. Hỡi những người con có trái tim, hỡi những người con có hiếu thảo, thì hãy viết bằng cả trái tim của mình. Đừng nói chuyện, viết bằng cả trái tim của mình. Các con chỉ cần viết tên của mình, gạch ngang qua chánh của mình, và sau đó viết nên câu chuyện của mình. Viết như một lá thư gửi đến bố và mẹ của mình vậy đó.